thì các bạn nào mà khéo tay hơn một chút thì các bạn có thể làm được những cái bó hoa nó đẹp hơn nha. Đấy, thì mình đã hướng dẫn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa tulip. Hoa tulip đơn giản thôi, chứ thực ra nó cũng không giống thật lắm đâu. Đây là hình ảnh một bó hoa tulip mà mình đã bó thành bó nha. Các bạn có thể nhìn thấy mình làm nhiều màu sắc và bó thành một bó như thế này. Nhìn cũng rất là đẹp phải không ạ? Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng bông một. Thì sau khi làm được nhiều bông thì chúng ta sẽ ghép thành một bó hoa như thế này nha. Đây là cành một cây hoa tulip nhỏ mình đã làm sẵn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Nguyên liệu để làm hoa tulip thì gồm những nguyên liệu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cần đến giấy nhún. Mình làm giấy nhún màu hồng. Tiếp nữa đó là giấy nhún màu xanh với kích thước là 12 x 2,5 cm. Giấy nhún màu hồng này là 15 x 3 cm. Kẽm cành này, chỉ buộc và băng keo sáp nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cánh hoa trước. Thì chúng ta sẽ dùng cái tờ giấy nhún có kích thước 15 x 3 cm như thế này. Chúng ta sẽ xoắn như thế này. Các bạn xoắn làm sao để cho cánh hoa nó đều nhau nha. Chúng ta đã được một phần một cánh hoa rồi. Tương tự với những cái cánh hoa còn lại, các bạn cầm ở giữa như thế này. Đặt như thế này. Rồi xoắn nhẹ. Dập nó xuống. Một bông hoa tulip thì gồm có 6 cánh nha. 3 cánh bên trong và 3 cánh bên ngoài. Rồi, bây giờ đến cái phần lá hoa tulip thì mình sẽ dùng cái mảnh giấy có kích thước như thế này nhá. Rồi chúng ta sẽ gấp đôi lại và cắt tạo hình lá hoa thôi. Như vậy, chúng ta sẽ cắt khoảng 4 cái lá hoa như vậy nhá. Rồi giờ công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ hoàn thiện bông hoa nha. Chúng ta sẽ dùng chỉ buộc này. Các bạn sẽ đặt cái đầu tiên như thế này. Tiếp đến lớp cánh thứ hai các bạn chồng lên. Cuộn chỉ lại. Lớp cánh tiếp theo cũng như vậy. Các bạn đặt cho hình tam giác nhé. Như thế này. Rồi bây giờ lớp cánh giữa hai cái lớp cánh này chúng ta sẽ đặt một cái cánh hoa vào giữa cái lớp so le như vậy nhé.
một lớp cánh nữa. Cuối cùng cuộn lại. Chúng ta dùng băng keo sát che phần chỉ buộc đi nha. Rồi ghép phần lá của hoa tulip vào. Như vậy chúng ta đã ghép xong phần lá của phần bông hoa tulip này. Thì theo như mình thấy thì cái hoa tulip phần dưới của cái phần đài nó sẽ có hình dạng như thế này, thì chúng ta sẽ dùng tay để kéo giãn ra nhé, cho cái phần bên dưới nó sẽ phồng phồng cho nó giống hoa thật hơn. Các bạn có thể kéo giãn ngay từ lúc đầu nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được cái bông hoa, một bông hoa tulip rất là đơn giản và cũng không mất khá nhiều thời gian của các bạn. Khi mà chúng ta làm được nhiều cái bông hoa tulip như thế này thì chúng ta sẽ bó thành cái các bó như thế này, nhìn sẽ rất là đẹp nha. Thì như vậy thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa tulip này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Thì các bạn nào mà khéo tay hơn một chút thì các bạn có thể làm được những cái bó hoa nó đẹp hơn nha. Thì mình đã hướng dẫn